Chào các bạn ơi, trong tủ lạnh mình còn hai quả bơ nè các bạn. Mình biết là bơ ăn rất tốt cho sức khỏe, nó nhiều kali hơn là chuối nữa nha các bạn. Đó. Nó chống ung thư nè, nó tốt cho xương, tốt cho tóc, tốt cho tim, có kháng khuẩn. Phụ nữ ăn bơ rất là đẹp da đó các bạn, vitamin E rất là nhiều. Hôm nay mình còn ở trong tủ lạnh là hai muối sầu riêng. À, còn một ít sữa đặc thôi chứ không còn nhiều bằng, còn có 1/3 hũ sữa đặc à. Đây là một cái gói rau câu Việt Xô 25 g. Đây là 150 g đường phèn. Mình nấu đường phèn nha các bạn. Mình không bỏ sữa nhiều mà mình có sầu riêng nè. Bỏ sữa nhiều mình sợ béo bụng các bạn. Bây giờ trước tiên thì mình đổ hết cái rau câu vô đây nha, bằng 1 lít nước nè. Mình nấu đặc chứ mình không có nấu lỏng. 1 lít nước. Đây là người ta kêu mình từ 2 đến 3. Nhưng mà mình làm chừng 1 lít mấy à các bạn? 1 lít 8 thôi. 1 lít 8, 1 lít rưỡi hơn thôi chứ đừng có làm tới 3. 3 lít, 3 lít thì nó không có giòn nha các bạn, nó không có đặc lắm. Nó nhão ăn không ngon đó. Trước khi mình làm bơ thì mình phải đổ cái rau câu vào nước và đường đó, cho nó tan nha các bạn. Mình đợi đường này thì tùy theo khẩu vị, nếu các bạn thích ăn ngọt thì các bạn bỏ đường nhiều, còn thích ăn nhạt thì bỏ đường ít không sao cả. Nhưng mà theo mình thấy đường nó diệt vitamin đó các bạn, mình ăn đường nhiều mình sẽ mau già, nó không có lợi cho sức khỏe. Mình bỏ đường ít ít mình ăn đây ha. Rồi bỏ nó, để này qua một bên. Bây giờ mình làm bơ, bỏ bơ qua ra. Bơ này thì vào mùa mà nó rộ thì nó cũng rẻ chứ nó không có mắc, nhưng mà ăn rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Nó tốt cho tóc lắm đó. Tốt cho tóc, tốt cho xương. Đồng thời nó bảo vệ tế bào ung thư rồi các bạn, nó tránh ung thư cao lắm. Có nhiều axit folate, nó tốt cho não. Vitamin E thì nó đẹp da. Xứ mình trồng bơ không có được các bạn. Ở trên Tây Nguyên, ở cao nguyên ta trồng nhiều, mà ở miền Tây ta cũng trồng nhiều. Hay là tại xứ mình không có đất, không có thấy đất các bạn ơi. Ở phố không có miếng đất trồng rau. Nó có cái màu xanh này, các bạn lột hết cái màu xanh nó ra nha. Đằng một lát á, là nó có màu xanh nó đẹp. Lát mình làm nó ra màu xanh nó đẹp nha các bạn. Cái vỏ nó màu xanh nè. Xử lý cái này luôn coi. Hai trái này cũng
300 g mà các bạn làm hết. Nếu mà các bạn muốn ăn ngon, muốn ăn béo thì các bạn làm sữa và nước cốt dừa nha. Còn ở đây mình làm theo không có giảm béo đó. Ăn cho nó lành. Mình làm theo cách làm giảm béo. Mình không có ăn nhiều sữa, nhiều bơ nha các bạn, nhiều đường nha các bạn. Bỏ sữa, bỏ nước cốt dừa vô thì rất là ngon. Bây giờ mình làm tiếp cái phần này. Phần này là cái phần cũng năng lượng nhiều lắm đây. Mình bỏ cái này vô là mình không có bỏ sữa đó các bạn. Sữa còn có chút xíu à. Cái quả sầu riêng này thì cũng ăn cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ăn nhiều quá thì nó không có tốt. Bởi vì nó đường nhiều, năng lượng rất là nhiều. Ăn nó dễ béo phì lắm. Nhưng mà có nó vô thì mình phải bớt cái kia lại. Bớt đường, bớt sữa lại nha các bạn. Làm theo cách mình là để lành chứ nó không có ngon lắm. Mà ăn thì nó lành, nó bổ. Chứ các bạn bỏ đường, bỏ béo nhiều thì ăn nó béo lắm các bạn, nó ngon nhưng mà lại là nó dễ béo phì. Chứ nó không có lành. Đường vô nó diệt vitamin hết à. Nó làm cho mình mau già nha các bạn. Ai mà ăn đường với ăn thịt nhiều là nó mau già lắm. Tại vì vô hả là mấy thứ đó nó diệt vitamin, năng lượng nhiều quá. Nó là năng lượng nhiều đó. Mình bỏ sầu riêng vô mình xay chung với cái này, với là bơ. Thì mình không có bỏ nước dừa, không có bỏ sữa nhiều. Nếu mà các bạn thích ăn sữa thì các bạn mua sữa tươi về các bạn xay nha. Còn ở đây thì mình thêm chút xíu nước, nước lọc, không có làm sữa tươi. Mà chỉ còn một miếng sữa bò thôi, cho một ít sữa bò thôi, sữa đặc. Rồi bắt đầu chúng ta xay nha các bạn. Chúng ta bỏ vô cái cối này chúng ta xay nè. Xay trước rồi ha. Đổ hết bơ vô nha các bạn. Sầu riêng các bạn bỏ vô luôn. Còn một ít sữa đặc. 1/3 lon sữa đặc nha các bạn. Đường thì mình bỏ trong rau câu rồi. Bạn thêm vào đây nửa lít nước nha. Nửa lít nước cộng với bơ với là sầu riêng là mình cộng thêm 1 lít nước kia là được rồi đó các bạn. Tại vì mình nấu là nấu với cái dạng rau câu đặc, rau câu giòn. Các bạn xay lên nè. Chúng ta được một cái hỗn hợp bơ sầu riêng rồi đó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình bắt bếp lên để mình nấu rau câu nha. Các bạn ơi, chúng ta đã nấu được 10 phút rồi nha các bạn. Mình thấy nó cũng tan rồi nè. Mình để lâu lâu. Mình ngâm khoảng 20 phút rồi các bạn. Mình nấu 10 phút.
Bây giờ mình đổ cái hỗn hợp bơ này vô rồi mình nấu tiếp nha các bạn. Đổ hỗn hợp này vô mình nấu tiếp, mình quậy tan ra mình nấu tiếp. Mình khỏi bỏ màu nha các bạn, tại vì cái màu bơ nó đẹp lắm, nó xanh nhạt nhạt nè. Mình lấy nguyên cái vỏ bơ mình bỏ vô thì mình thấy nó ra cái màu rất là đẹp luôn. Nè mình quậy lên. Quậy lên để cho nó sôi rồi các bạn để cho nó nguội trở lại rồi các bạn đổ ra khuôn nha. Tại vì khuôn mình khuôn nhựa mình ăn phải kỹ các bạn ơi. Hai trái bơ thôi mà mình làm ra là 1,5 lít nước rồi các bạn, cùng hai trái bơ với là 2 muỗng sầu riêng. Mình nấu cho nó sôi lên nha, sôi nó nóng lên rồi mình đổ ra. Các bạn quậy lên cho nó tan nè. Tan cái lợn cợn nha các bạn. Bây giờ mình quậy lên nó tan hết rồi nè các bạn. Nó tan hết cái lợn cợn rồi nè. Mình để cho nó ướm sôi lên thôi ha. Mình đừng có để sôi quá lâu quá nha các bạn. Lâu quá sợ nó chết vitamin. Giờ nó trở thành một cái khối đồng nhất đây nè. Bây giờ mình tắt bếp, mình để cho nguội ha, để cho nó ấm ấm nó nguội lại rồi mình đổ ra cái khuôn này nha các bạn. Mình có chuẩn bị cái khuôn nè. Giờ nó nguội nó còn ấm ấm rồi mình đổ nó vô khuôn nha các bạn. Cái màu nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ăn này nó bổ lắm đây. Bổ cho xương, bổ cho tóc, đẹp da. Tăng đề kháng, chống ung thư. Bổ não nha các bạn. Rất là bổ não, nó là axit folate rất là nhiều, kali nó nhiều hơn trong chuối, nó trị tim mạch, bổ tim. Các bạn bỏ đường ít ít thôi, mình nấu bằng đường phèn, mình bỏ sầu riêng mà mình không có dùng sữa đặc. Còn nếu không có sầu riêng thì các bạn dùng sữa đặc nó cũng ngon nữa nha. Chúng ta đã hoàn thành xong cái bánh rau câu bơ rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta xắt ra thử nha. Tại vì cái khuôn của mình là nó đi xéo chứ nó không có đi thẳng. Thành ra mình cắt nó hơi xéo nha các bạn. Nó xéo nó lãng mạn hơn ha.
Các bạn thấy nó lãng mạn chưa? Quá đẹp rồi các bạn ha. Mình rửa tay rồi nha.